dường như cũng đã sắc sơ đi sao không nói một lời cho nhau. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm, những đêm trong giấc mơ tay nắm tay hẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngờ rằng anh còn đây, nụ hôn trao ngất ngây ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi có biết em nhiều lắm, đã bao năm tháng qua em vẫn mong vẫn chờ, giờ anh đang ở đâu hay về đây bên em, tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời. Kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là hai chiếc loa ôm đến từ Anh Quốc và cục đẩy CBL Cutic TD5, thương hiệu sản xuất của Đức và sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc. Thì hôm nay em làm cái clip tiết con cục đẩy này cho các bác yên tâm nhé. Bác người khách ở xa, bác đã gọi là chốt đơn để chơi những con này, chơi tết cho nó rực rỡ. Con này là TD5, công suất 500W, 8 ohm, đánh tiếng rất là hay. Thì bây giờ sẽ cho âm lượng lớn lớn để các bác nghe thử xem như nào nhá. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? 50% cũng xuất đẩy. Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Đứng đây nó man man tí mà không có đống gạch đâu. Này có đống gạch này, đống man tí. Mang đơn đau cho người vui chọn đêm kiếp sau. Riêng mình đẩy đang dùng 50% công suất, lát nữa em sẽ cho mắc quay nùm lên. Cái này thì chuyên các nhạc acoustic này, các bác nghe tiếng lời nhạc cụ cho nó chi tiết, chứ còn đánh nhạc sàn thì hơi đuối, hơi phí, bởi vì loa này không có nhiều tiếng vang, đánh tiếng lời rất hay. Nên cuộc đời đỡ lấy mất mối tình đầu. Hết quay nùm này. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi, muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sôi đá. Rất tái tê tâm hồn. Tôi và em chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa, thôi đành ôm nuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với lên, bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng. Trông cong đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Các bạn nghe tiếng nhạc cụ nào. Đấy, tiếng rất là hay luôn. Nhạc to quá, phải gào hết cỡ lên. Đây, các bác xem luôn nhá. Cái này em chưa đóng nắp. Đây, máy đây, rất xịn sò. Hôm trước nó quay clip nên hỏi thăm nhiều các bác cũng thích lắm. Đây, đó, máy đây, quạt đây quay luôn luôn nừ nừ này thôi, không quay hết cỡ, không gầm rú nền như các loại máy khác. Máy này được cái kiểu ý, nhưng mà khi đánh được công suất nó lớn rồi, nóng rồi thì quạt nó gọi là quay hết cỡ, gầm rú nền nghe kinh lắm. Nên khiếp lắm. Các bác đang xem đấy nhá. Test để cho các bác hoàn toàn yên tâm. Đây là test ngoài trời.
Hôm nay Hưng Yên một ngày nắng gió, trời hiện tại là đang có vào tầm 36-37 độ. Mùa đông mà 36-37 độ này thì không biết là mùa đông kiểu gì. Hay là lại hát tiếp cái bài mùa đông không lạnh của ai đó, đúng không ạ? Đấy nha, đẩy test ok cho các bác. Test ngoài trời à, mắc vai nung, phơi nắng luôn. Đấy, phơi nắng luôn. Em đang đấu theo kiểu là một loa 8 ohm một vế. Đấy, đang sử dụng cấu hình loa ohm, cũng thuộc dạng là loa cao cấp luôn, để đánh tiếng cho chi tiết. Đã gọi là đẩy xịn là phải đánh loa xịn, chưa đẩy xịn là đánh mấy cái loa bình thường mới vớ vẩn thì phí hết cả đẩy, đúng không ạ? Kể cả loa gióng nhưng mà loa xịn cũng được, nhưng mà không thích thì em thích chơi hẳn xịn luôn. Đó, các bác nào thích nốt đôi này cũng bán nốt này. Đôi này xấu nhiều các bác xem hình ảnh rồi, cá chê, em chịu các bác thôi. Đấy, ok nhá. Mỗi cái mặt e căng này thì xấu nữa, bảo là nếu mà thích chuyển khoản thì em sẽ làm cho e căng mới. Cái phải mút này có gì đâu. Đấy, phải mút này có gì đâu. Thay được đơn giản mà. Nhưng nhiều các bác này cứ sợ thế này thế kia thì em cũng kệ thôi. Đó. Hiện tại là tình trạng máy hoạt động ok bình thường nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp thôi. Đấy, rất chất lượng, rất xịn sò, tiếng rất là hay, trong sạch, sắc nét, chi tiết. Giá lại còn xuân yêu thương nữa. Đấy, các bác xem máy này, rất là xịn, tiếng rất là hay. TD mà đã gọi là cục đẩy sử dụng máy công mạch công suất là mạch TD ấy, thì không chê được cái điểm gì, chê mỗi cái điểm sao nó đắt thế. Nhưng thật ra các bác mua không đắt. Với mức giá hiện tại bên em đang cung cấp ra thị trường, con này là 3,2 triệu, thì nó chỉ ngang và rẻ bằng các loại máy Trung Quốc mới bây giờ. Đấy, giá nó chỉ bằng đẩy Trung Quốc mới bây giờ. Nhưng mà tiếng của nó thì hay hơn rất nhiều, công suất thì ngang bằng. Đấy, thì em hỏi các bác là các bác có nên mua không? Cái này còn không mua thì mua được cái gì, đúng không ạ? Em nói thật như vậy. Ok, test thì cũng test rồi, giới thiệu cũng giới thiệu rồi, giá nó cũng đọc rồi. Thì bây giờ em xin kính chào toàn thể các bác, để đóng hàng, gửi hàng cho bác khách này. À, để các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm nha. Test nhạc acoustic nên là tiếng nở nó rất là chi tiết, tiếng bass không có mấy. Bởi vì loa này không có nhiều bass. Nếu mà ví dụ em kiếm được cái đôi full ram 30 hoặc 40 bãi xịn thì sẽ đánh thử cái bài nhạc chuyên dùng để test loa. Đấy. Còn những dòng loa cao cấp này thì nhạc kiểu thử thưởng thức ấy, để các bác nghe. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha.